Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 15. Sau ít lâu, nhằm mùa gặt lúa mì, Samson đi thăm vợ mình, đem cho nàng một con dê con và nói rằng: "Tôi muốn đi đến cùng vợ tôi ở trong phòng nàng." Nhưng cha nàng không cho phép người vào, bèn nói rằng: "Ta ngờ ngươi ghét nó, nên ta đã gả nó cho bạn của ngươi. Em gái nó há chẳng lịch sự hơn nó sao? Vậy hãy lấy em nó thế cho." Samson đáp rằng: "Nếu lần này ta làm hại cho dân Philippines thì ta cũng vô tội." Vậy Samson đi bắt 300 con chó rừng, cũng lấy những đuốc, rồi cột đuôi mỗi hai con lại và cột đuốc giữa hai đuôi. Người đốt đuốc thả chó rừng vào trong lúa mì của dân Philippines. Như vậy, người đốt lúa mì đã bó cùng lúa mì chưa gặt và các vườn olive. Dân Philippines hỏi: "Ai đã làm điều đó?" Người ta đáp: "Samson, rể của người Thimna, bởi vì người Thimna bắt vợ hắn mà gả cho một người bạn của hắn." Dân Philippines bèn đi lên, thiêu nàng luôn với cha nàng trong lửa. Samson nói: "Nếu các ngươi làm như vậy thì ta quyết hẳn báo thù các ngươi rồi mới chịu an nghỉ." Người đánh chúng nó bị thua bệ cả thể. Đoạn, người đi xuống và ở tại hang đá Etam. Bây giờ, dân Philippines đi lên, đóng trại tại Juda và tràn ra đến Lê Chi. Người Juda nói cùng chúng rằng: "Cớ sao các ngươi lên đánh chúng ta?" Chúng đáp: "Chúng ta lên đây ấy đặng trói Samson. Chúng ta sẽ đãi hắn y như hắn đã đãi chúng ta." 3.000 người Juda bèn xuống hang đá Etam mà nói cùng Samson rằng: "Ngươi há chẳng biết rằng dân Philippines là chủ chúng ta ư? Vậy sao ngươi đã làm điều đó cho chúng ta?" Người đáp: "Ta đãi chúng nó như chính chúng nó đãi ta." Chúng lại nói rằng: "Chúng ta xuống đặng trói ngươi để nộp ngươi vào tay dân Philippines." Samson tiếp: "Hãy thề cùng ta rằng các ngươi chẳng giết ta." Chúng đáp rằng: "Không, chúng ta chỉ muốn trói ngươi nộp vào tay dân Philippines, chứ chẳng muốn giết ngươi đâu." Vậy chúng bèn trói người bằng hai sợi dây mới và dắt ra khỏi hang đá. Khi đến Lê Chi, dân Philippines ra đón người và la tiếng reo mừng. Song thần của Đức Giê-hô-va cảm động Samson, những dây cột cánh tay người trở thành như chỉ gai bị lửa đốt, tàn rớt khỏi tay người. Gặp được một cái hàm lừa con mới tinh, người bèn giơ tay lượm lấy và dùng nó đánh 1.000 người. Bây giờ Samson nói rằng: "Với một hàm lừa, giết chất thay từng đống. Với một hàm lừa, ta đánh 1.000 người." Khi người đã nói xong, bèn ném cái hàm lừa khỏi tay mình và đặt tên chỗ đó là Ramat Lechi. Bởi người bị khát nước quá đổi, bèn cầu khẩn Đức Giê-hô-va mà rằng: "Chúa đã ban cho tôi tới Chúa sự giải cứu lớn lao này. Hồ dễ nào bây giờ tôi phải chết khát và sa vào tay những kẻ không chịu cắt bì sao?" Đức Chúa Trời liền chẻ hòn đá bọng ở tại Lê Chi, có nước chảy ra. Samson uống thì tâm thần người hồi tỉnh và lòng mạnh mẽ lại. Bởi đó cho nên người ta đặt tên cái suối này là En Ha Kore cho đến ngày nay. Suối ấy ở tại Lê Chi. Nhằm thời kỳ dân Philippines quản hạt Israel thì Samson làm quan xét nơi Israel trọn 20 năm. Chương 16. Samson đi đến Gaza, thấy một kỵ nữ ở đó, bèn đi vào nhà nàng. Người ta thuật cho dân Gaza rằng Samson đã đến đây. Chúng bèn vây người và rình giữ trọn đêm tại cửa thành. Cả đêm ấy chúng giữ yên lặng mà rằng: "Rừng sáng chúng ta sẽ giết hắn." Samson ở ngủ cho đến khuya. Lối khuya, người thức dậy, nắm hai cánh cửa thành và hai cây trụ, nhổ nó lên luôn với cây then, vác trên vai
và đem lên chót núi đối ngang Hebron. Sau đó, người yêu mến một người nữ ở trong trũng Soret tên là Dalila. Các quan trưởng Philistin đến nhà nàng mà rằng: "Hãy ráng dụ dỗ hắn, hầu cho biết bởi đâu hắn có sức mạnh lớn lao kia và chúng ta phải làm thế nào cho được thắng hơn, trói và bắt hắn phục. Chúng ta ai nấy sẽ thưởng cho nàng 1100 miếng bạc." Dalila nói cùng Samson rằng: "Tôi xin chàng hãy nói cho tôi biết bởi đâu chàng có sức mạnh lớn lao và phải dùng chi trói chàng đặng bắt phục chàng." Samson đáp: "Nếu người ta trói tôi bằng 7 sợi dây cung tươi và còn ướt thì tôi sẽ trở nên yếu đuối như một người khác." Các quan trưởng Philistin đem cho Dalila 7 sợi dây tươi và còn ướt, nàng lấy trói người. Và tại trong phòng ở nhà nàng có binh phục, nàng nói: "Ớ Samson, người Philistin xông hãm ngươi." Xong, người bứt những sợi dây như một sợi chỉ gai đứt khi đụng đến lửa. Như vậy, căn nguyên sức mạnh người chẳng tìm ra được. Dalila nói cùng Samson rằng: "Này, chàng đã gạt tôi, nói dối cùng tôi. Xin bây giờ tỏ cho tôi phải lấy chi trói chàng." Người đáp: "Nếu người ta cột ta bằng dây lớn mới chưa hề có ai dùng thì ta sẽ trở nên yếu như một người khác." Vậy Dalila lấy dây lớn mới trói Samson rồi nói rằng: "Ở Samson, người Philistin xông hãm người." Vả có binh đang phục trong một phòng, nhưng người bứt đứt những sợi dây lớn trói cánh tay y như một sợi chỉ vậy. Dalila nói cùng Samson rằng: "Chàng gạt tôi và nói dối tôi đến bây giờ. Vậy xin nói cho tôi biết phải trói chàng bằng chi?" Người đáp: "Nàng cứ dệt 7 lọn tóc thắt của đầu ta vào trong canh chỉ của nàng." Dalila lấy con sẻ cột chặt lại rồi la rằng: "Ớ Samson, người Philistin xông hãm ngươi." Nhưng người thức dậy, nhổ con sẻ của khung cưỡi ra luôn với canh chỉ. Bây giờ nàng mới nói rằng: "Làm sao chàng nói được rằng tôi yêu nàng? Bởi vì lòng chàng chẳng thành cùng tôi. Chàng đã gạt tôi 3 lần và chẳng nói cho tôi biết bởi đâu có sức lực lớn nơi chàng." Mỗi ngày nàng lấy câu hỏi ghẹo lòng rối trí người, đến đổi người bị tức mình hòng chết. Người bèn tỏ hết sự lòng mình mà rằng: "Dao cạo chẳng hề đưa qua đầu ta, vì từ trong lòng mẹ ta đã làm người Nasire cho Đức Chúa Trời. Nếu ta bị cạo, sức lực ta sẽ lìa khỏi ta, ta tất trở thành yếu như người khác." Dalila thấy người đã tỏ hết sự lòng cho mình, sai mời các quan trưởng Philistin mà rằng: "Lần này hãy lên, vì hắn đã tỏ hết sự lòng cho tôi." Vậy các quan trưởng Philistin đi lên nhà nàng, đem bạc trong tay. Nàng khiến Samson nằm ngủ trên đầu gối mình, gọi một người biểu cạo 7 mé tóc trên đầu chàng. Như vậy nàng khởi làm khốn khổ người, sức lực bèn lìa khỏi người. Bây giờ nàng nói: "Ở Samson, người Philistin xông hãm ngươi." Người thức dậy mà rằng: "Ta sẽ ra như các lần trước và gỡ mình cho thoát khỏi tay chúng nó." Nhưng người chẳng biết rằng Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi mình. Người Philistin bắt người, khoét con mắt, đem xuống Gaza, rồi trói người bằng dây đồng đậu đôi và bắt người phải xây cối trong ngục. Song tóc người đã bị cạo khởi mọc lại. Và các quan trưởng Philistin nhóm lại đặng dân của tế lễ lớn cho Dagon, thần của họ, và đặng vui mừng nhau. Chúng nói rằng: "Thần chúng ta đã phó Samson vào tay chúng ta là kẻ thù nghịch chúng ta." Dân sự vừa thấy người cũng cất tiếng ngợi khen thần mình mà rằng: "Thần chúng ta đã phó kẻ thù nghịch vào tay chúng ta là kẻ đã phá hại xứ chúng ta và đã giết biết bao nhiêu người." Đang khi lòng rất hớn hở, chúng la lên rằng: "Hãy gọi Samson để hắn làm trò vui cho chúng ta." Vậy chúng dẫn Samson ở ngục đến, rồi người làm trò trước mặt chúng. Người ta đã để người đứng giữa các cột.
Samson bèn nói cùng đứa trẻ nắm tay mình rằng: "Hãy buông ta và để cho ta rờ đến các cột đỡ chịu cái đền, hầu cho ta dựa vào đó." Vả, đền đầy những người nam, người nữ và hết thảy các quan trưởng Philistin đều ở đó. Tại trên sân mái đền cũng có độ gần 3.000 người nam và nữ xem Samson làm trò. Bây giờ Samson kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng: "Chúa Giê-hô-va ơi, xin Ngài nhớ lại tôi. Hỡi Đức Chúa Trời, xin ban sức lực cho tôi chỉ lần này mà thôi, hầu cho tôi báo thù dân Philistin về sự mất hai con mắt tôi." Samson vớ lấy hai cây cột ở chính giữa đỡ chịu cây đền, một cây ở bên hữu và một cây ở bên tả, nhận vào mà rằng: "Nguyện tôi chết chung với dân Philistin." Đoạn người ráng hết sức xô hai cây cột, đền đổ xuống trên các quan trưởng và cả dân sự ở đó. Ấy vậy, trong lúc chết, Samson giết nhiều người hơn là giết trong khi còn sống. Kế đó, anh em người và cả nhà cha người đi xuống, đem thây người về, chôn tại giữa Sorea và Etaon trong mộ của Manoa cha người. Samson làm quan xét trong Israel 20 năm. Chương 17. Trong núi Ephraim, có một người nam tên là Mica. Người nói cùng mẹ mình rằng: 1100 miếng bạc người ta ăn cắp của mẹ, mà mẹ đã rủa xả trước mặt con và buông những lời trù ẻo chính tai con đã nghe. Này, bạc đó hiện ở trong tay con, ấy là con đã lấy." Mẹ người đáp rằng: "Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho con." Mica trả lại cho mẹ mình 1100 miếng bạc ấy. Mẹ bèn nói cùng người rằng: "Tôi biệt bạc này riêng ra cho Đức Giê-hô-va để làm cho con trai tôi một cái tượng chạm luôn với hai cái chân bằng gan. Vậy mẹ trả bạc lại cho con bây giờ." Xong, Mica lại trả bạc cho mẹ mình. Mẹ bèn lấy 200 miếng trao cho thợ đúc làm một tượng chạm luôn với cái chân bằng gan để trong nhà Mica. Như vậy, nhà Mica trở nên một cái đền thờ thần. Người cũng làm một cái ephod và những teraphim, rồi lập một con trai mình làm thầy tế lễ. Trong lúc đó, không có vua nơi Israel, mọi người cứ làm theo ý mình tưởng là phải. Bây giờ ở Bethlehem tại xứ Juda, về nhà Juda, có một gã trai trẻ là người Lê-vi kiều ngụ trong thành ấy. Người đó bỏ thành Bethlehem tại xứ Juda, đặng đi kiếm nơi nào kiều ngụ được. Đang đi đường, người tới núi Ephraim qua nhà Mica. Mica hỏi rằng: "Ngươi ở đâu đến?" Người Lê-vi đáp: "Tôi ở Bethlehem trong xứ Giu-đa đến, toan đi tới nơi nào tôi kiều ngụ được." Mica nói: "Hãy ở đây với ta, làm cha và thầy tế lễ cho ta. Ta sẽ cấp cho ngươi mỗi năm 10 miếng bạc, một bộ áo sống và những vật cần nuôi mình." Người Lê-vi bèn vào, bằng lòng ở cùng Mica, và Mica coi người trẻ ấy như một con trai của mình. Mica lập người Lê-vi làm thầy tế lễ cho mình, và người ở trong nhà Mica. Mica nói: "Bây giờ ta biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ làm ơn cho ta, bởi vì ta có người Lê-vi này làm thầy tế lễ." Kinh Thánh Tân Ước, Phúc Âm Ma-thi-ơ, chương 1. Gia phổ Đức Chúa Giê-su Christ, con cháu David và con cháu Abraham. Abraham sanh Isaac, Isaac sanh Jacob, Jacob sanh Juda và anh em người. Juda bởi Thama sanh Phare và Sara. Phare sanh Esrom, Esrom sanh Aram, Aram sanh Aminadab, Aminadab sanh Naasson, Naasson sanh Salmon. Salmon bởi Rahab sanh Bô-ô, Bô-ô bởi Ruter sanh Obed, Obed sanh Giê-sê, Giê-sê sanh vua David. David bởi vợ của Uri sanh Salomon, Salomon sanh Roboam, Roboam sanh Abia, Abia sanh Asa, Asa sanh Josaphat, Josaphat sanh Joram, Joram sanh Ô-xia,
Osia san Yotam, Yotam san Acha, Acha san Ezechia, Ezechia san Manashe, Manashe san Amon, Amon san Yosia. Yosia đang khi bị đày qua nước Babylon, san Jechonia và anh em người. Khi đã bị đày qua nước Babylon, thì Jechonia san Salathien, Salathien san Sorobaben, Sorobaben san Abiúc, Abiúc san Eliakim, Eliakim san Aso, Aso san Sadoc, Sadoc san Achim, Achim san Eliúc, Eliúc san Eleasa, Eleasa san Mathan, Mathan san Jacob, Jacob san Joseph là chồng Mary, Mary là người sanh Đức Chúa Giêsu gọi là Christ. Như vậy, từ Abraham cho đến David hết thảy có 14 đời. Từ David cho đến khi bị đày qua nước Babylon cũng có 14 đời. Và từ khi bị đày qua nước Babylon cho đến đấng Christ lại cũng có 14 đời. Và sự giáng sinh của Đức Chúa Giêsu Christ đã xảy ra như vậy. Khi Mary, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Joseph, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph, chồng người, là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng: Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà ngươi chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Ngươi sẽ sinh một trai, ngươi khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi Joseph thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn mà đem vợ về với mình, song không hề ăn ở với, cho đến khi người sanh một trai thì đặt tên là Giêsu. Chương 2. Khi Đức Chúa Giêsu đã sanh tại thành Bethlehem xứ Giu-đê đang đời vua Herod, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Jerusalem mà hỏi rằng: Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến đặng thờ lại Ngài. Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng: Đấng Christ phải sanh tại đâu? Tâu rằng: Tại Bethlehem, xứ Giu-đê, vì có lời của đấng tiên tri chép như vậy: Hỡi Bethlehem, đất Giu-đa, thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng là đấng chăn dân Israel, tức dân ta. Vua Herod bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kín nhiệm mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bethlehem và dặn rằng: Các ngươi hãy đi hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó. Khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lại Ngài. Mấy thầy nghe vua phán xong liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương đi trước mặt, cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá bội. Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Mary mẹ Ngài, thì sắp mình xuống mà thờ lại Ngài, rồi bày của quý ra, dâng cho Ngài những lễ vật là vàng,
nhũ hương và một dừa. Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herod, nên họ đi đường khác mà về xứ mình. Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong chiêm bao mà truyền rằng: "Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trốn qua nước Ai Cập rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi, vì vua Herod sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết." Joseph bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài đang ban đêm lánh qua nước Ai Cập. Người ở đó cho tới khi vua Herod băng, hầu cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: "Ta đã gọi con ta ra khỏi nước Ai Cập." Vua Herod thấy mình đã bị mấy thầy bác sĩ đánh lừa thì tức giận quá, bèn sai giết hết thảy con trai từ 2 tuổi sắp xuống ở thành Bethlehem và cả hạt theo đúng ngày tháng mà mấy thầy bác sĩ đã cho vua biết. Vậy là ứng nghiệm lời đấng tiên tri Jeremy đã nói rằng: "Người ta có nghe tiếng kêu la, phàn nàn than khóc trong thành Rama. Ấy là Rachel khóc các con mình mà không chịu yên ủi, vì chúng nó không còn nữa." Nhưng sau khi vua Herod băng, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong chiêm bao tại nước Ai Cập mà truyền rằng: "Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trở về xứ Israel, vì những kẻ muốn giết con trẻ đã chết rồi." Joseph bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trở về xứ Israel. Song khi nghe vua Achelau nối ngôi vua cha là Herod mà trị vì tại xứ Jude, thì Joseph sợ không dám về. Và bởi đã được Đức Chúa Trời mách bảo trong chiêm bao, nên người vào xứ Galilê, ở trong một thành kia tên là Nazareth. Vậy là ứng nghiệm lời mấy đấng tiên tri đã nói rằng: "Người ta sẽ gọi ngài là người Nazareth." Chương 3. Lúc ấy, Giăng Báp-tít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giu-đê rằng: "Các ngươi phải ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần." Ấy là về Giăng Báp-tít mà đấng tiên tri Ê-sai đã báo trước rằng: "Có tiếng kêu trong đồng vắng, hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo ngài." Và Giăng mặc áo bằng lông lạc đà, buộc dây lưng bằng da, ăn thì ăn những châu chấu và mật ong rừng. Bây giờ dân thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê và cả miền chung quanh sông Giô-đanh đều đến cùng người. Và khi họ đã xưng tội mình rồi thì chịu người làm phép báp-têm dưới sông Giô-đanh. Bởi Giăng thấy nhiều người dòng Pha-ri-si và Sa-đu-xê đến chịu phép báp-têm mình thì bảo họ rằng: "Hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau? Vậy các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, và đừng tự khoe rằng Abraham là tổ chúng ta. Vì ta nói cho các ngươi rằng Đức Chúa Trời có thể khiến đá này sanh ra con cái cho Abraham được. Bây giờ cây búa đã để kề rễ cây, vậy hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ phải đốn và chụm. Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp têm cho các ngươi ăn năn. Song đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày ngài. Ấy là đấng sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Tay ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình, và ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt." Khi ấy, Đức Chúa Giêsu từ xứ Galilê đến cùng Giăng tại sông Giô-đanh, đặng chịu người làm phép báp-têm. Song Giăng từ chối mà rằng: "Chính tôi cần phải chịu ngài làm phép báp-têm mà ngài lại trở đến cùng tôi sao?" Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy." Giăng bèn vâng lời ngài. Vừa khi chịu phép báp-têm rồi, Đức Chúa Giêsu ra khỏi nước. Bỗng chốc các tầng trời mở ra, ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên ngài.
tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn. Thi Thiên 65. Hỡi Đức Chúa Trời, tại Si-ôn người ta mong đợi ngợi khen Chúa, họ sẽ trả sự hứa nguyện cho Chúa. Hỡi đấng nghe lời cầu nguyện, các xác thịt đều sẽ đến cùng Ngài. Sự gian ác thắng hơn tôi, còn về sự vi phạm chúng tôi, Chúa sẽ tha thứ cho. Phước thay cho người mà Chúa đã chọn và khiến đến gần, đặng ở nơi hành lang Chúa. Chúng tôi sẽ được no nê vật tốt lành của nhà Chúa, là đền thánh của Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi chúng tôi, Chúa sẽ lấy việc đáng sợ mà đáp lại chúng tôi theo sự công bình. Chúa là sự tin cậy của các cùng tột trái đất và của kẻ ở trên biển xa. Chúa dùng quyền năng mình lập các núi vững chắc, vì Chúa được thắt lưng bằng sức lực. Chúa dẹp yên sự âm ầm của biển, sự ồn ào của sóng nó và sự xao động của các dân. Những kẻ ở nơi đầu cùng trái đất thấy phép kỳ của Chúa bèn sợ hãi. Chúa khiến buổi hừng đông và buổi chạng vạng mừng rỡ. Chúa thăm viếng đất và tưới ướt nó, làm cho nó giàu có nhiều. Suối Đức Chúa Trời đầy nước. Khi Chúa chế đất thì sắm sửa ngũ cốc cho loài người. Chúa tưới các đường cày nó, làm cục đất nó ra bằng, lấy mưa tẩm nó cho mềm và ban phước cho huê lợi của nó. Chúa lấy sự nhân từ mình đổi cho năm làm mão triều. Các bước Chúa đặt ra mở, các bước Chúa đặt ra mở trên đồng cỏ của đồng vắng, và các nõng đều thắt lưng bằng sự vui mừng. Đồng cỏ đều đầy bầy chiên, các trũng được bao phủ bằng ngũ cốc. Khắp nơi ấy đều reo mừng và hát sướng. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.